Xí sợ chỉ giải quyết được xe của xếp từ. Giang Dương vẫn theo dõi Triệu Quân Hạo. Sao hả? Tới đằng trước gẹo trái, chạy tới thương xá. Được. Cái bên tới địa điểm chưa? Vừa mới tới. Trời ơi, có nhiều chuột quá. Con nào cũng lớn như con mèo vậy. Cái bên tới rồi, anh nói có nhiều chuột lắm. Đợi thêm một lát đi, lũ chuột sẽ mau chóng về rơi xuống hố rồi. Ai có nhìn thấy bên trái quảng trường có cái thùng rác không? Nhìn thấy. Lấy túi tiền bỏ vô trong đó đi. Cảnh sát đã theo dõi, lập tức lấy túi tiền thay đổi địa điểm và tiền chuột. Được. Mười lăm phút sau, xong thành môn. 15 phút? Anh tưởng tôi là vô tốc độ sao? Bây giờ anh còn 14 phút 50 giây. Nếu tôi không nhìn thấy anh thì anh đã hốt xác ba đi. Anh giỏi lắm. Hãy à, xe của Triệu Quốc Hào đã chạy về hướng của anh. Anh theo hắn đi. Nghe rõ. Khi mình sẵn sàng, cua chân dài đã tới điểm họp mặt đón anh. Hiệp một xong rồi, bây giờ còn là hiệp hai. Nhưng còn Giang Dương, hắn không biết thuộc biến quá. Theo người nào quan trọng hơn là thử thách trí tuệ của anh. Tiêu số 3 đang làm chuyện không đâu ra đâu, cùng với 3 người bóng đóng chơi đánh bạc. Chờ đợi sáng giờ cũng chỉ muốn coi hiệp 2 này. 14 phút 49 giây. Anh có thể đổi nghề làm đua xe rồi. Bây giờ làm sao? Xuống xe. Quăng xuống sông. Quăng anh xuống sông kìa. Không phải quăng túi tiền xuống sông. Anh muốn dở trò gì đi? Tôi đếm 3 tiếng, nếu anh không nhảy xuống thì suốt đời anh sẽ không gặp được ba của mình. 1 2. Nhiệt độ hôm nay là thiên nhiên đưa tin 9 độ. Rồi, dòng nước này vừa lạnh vừa thúi. Chiếu dài dài. Không phải là giác chiếu, chỉ là báo thôi. Báo với cô chân dài bao chỗ đi đó thêm anh. Chúng tôi không biết tên đó, nhưng mà hắn nói muốn xuống cống coi thử. Số tiền hắn thắng coi như bỏ qua, cho nên tôi... Ông cống này dẫn đi đâu? Đó, bãi nước qua đằng kia kìa. Người đẹp, có tiện đường cho anh quá gian không? Anh là con nhà giàu đó. Còn đưa nữa, PT mới nói với em Giang Dương đang chạy về hướng chúng ta. Mau lên xe đi. Vĩnh chắc nha. Tin tôi đi, chỉ cảnh cáo cá mập thôi. Bảo đảm cá mập cha sẽ về nhà an toàn.